Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video của kênh Đồng Hồ Thụy Sĩ Nga Nhật. Và ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2023. Kính chúc các bác sẽ có một ngày mới cũng như là một ngày cuối tuần vui vẻ. Ngày hôm nay thì tiếp tục mang đến cho các bác lô đồng hồ cơ cổ đang được xả giá gốc tại cửa hàng. Và các bác mình quan tâm mẫu đồng hồ nào thì có thể chốt đơn cho em theo số điện thoại Zalo 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Và toàn bộ hàng ở đây thì đang được xả với giá không lợi nhuận, cho nên là các bác mà khi mình mua hàng thì lưu ý là thanh toán giúp em tiền cước ạ. Ngoài các mẫu đồng hồ đang được bày bán tại trong phiên đồng hồ ngày hôm nay thì cửa hàng cũng còn rất là nhiều những cái dòng đồng hồ cơ cổ hàng cao cấp chính hãng khác với các cái mức giá và các cái ưu đãi chế độ khác, thì các bác quan tâm vui lòng ấn đăng ký kênh để mỗi khi mà cửa hàng phát sóng các phiên đồng hồ mới thì các bác có thể nhận được thông báo và đón xem một cách sớm nhất nhé. Rồi, và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần giới thiệu về các mẫu đồng hồ ngày hôm nay mà các bác cùng theo dõi video ạ. Chiếc số 1 mang đến cho các bác một em Paqueta của đồng hồ Liên Xô, mà thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng. Và nhà máy của thương hiệu Paqueta là một trong những cái nhà máy sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới nha các bác. Em này thì form rất là dày dặn, dành cho các bác mà thích những cái phong cách nam tính này. Mặt hơi lấm tấm với thời gian. Toàn bộ cọc số nổi và có lịch cọc 3 giờ. Em này chiều ngang size 37 và chiều dọc là 45. Đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc này. Paqueta. Bộ máy cơ cốt tay. Dày 12 ly coi nha. Chốt đơn em mã số 1 giá 700.000 ạ. Chiếc số 2 là một em Slava, máy cơ cốt tay với 21 chân kính. Đó, em này form lớn nha, thân vỏ bên ngoài còn rất là đẹp. Ở đây thì có chuyện là được bọc vàng ao 5. Có chuyện bọc vàng ao 5. Cọc số trải tia và có lịch cọc 3 giờ. Thân vỏ vàng này, phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Chiếc Slava có chiều ngang size 38 và chiều dọc là 44. Ngang 38, dọc 44. Bộ máy cơ cốt tay với 21 chân kính. Slava mã số 2 giá 800.000 ạ. Chiếc số 3 mang đến cho các bác Paqueta. Em này sẽ là một chiếc Paqueta thân vỏ bọc thép các bác nha, vỏ thép này. Màu mặt trắng, số học trò và có một ô cửa lịch. Đây là phía dưới mặt đáy nha. Trên này thì còn khá là đẹp này, nguyên vẹn. Đó. Chiều ngang size 37. Dọc nếu tính cả chân càng là size 45 ạ. Bộ máy cơ cốt tay. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Đây là phần mặt. Mã số 3, Zalo các bác, em này 500.000 thôi nha. 500.000 cho em mã số 3. Chiếc số 4 này tiếp tục lên cho các bác một chiếc Paqueta form mặt vuông TV. Chiếc này thì có một cái màu mặt màu xanh tím. Toàn bộ cọc số nổi, kim cọc vàng nha. Form dáng rất là dày dặn và ở đây thì có chuyện là được bọc vàng au 12.5. Các bác nhìn cái phần vỏ bên ngoài của em này là rất là sáng và đẹp nha. Đây là phía dưới mặt đáy này, đáy thép. Chiều ngang chiếc này là 37 và chiều dọc là 42. Đó, bộ máy cơ cốt tay. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đây sẽ là phần mặt nha. Form cực kỳ chất luôn. Đó, các góc cạnh sắc nét. Tại những vị trí viền cạnh thì hơi có vết hao mòn của thời gian một chút thôi. Tuy nhiên thì cái lớp vỏ vàng bên ngoài thì nó rất là dày và đẹp nha. Trải qua 5 tháng mà nó vẫn còn giữ được cái lớp vỏ bên ngoài nó dày dặn như thế này. Đó. Bác nào thích chiếc này chốt đơn em mã số 4 nha, giá 900.000 ạ. Qua mã số 5 và lên cho các bác một em đồng hồ Paqueta. Đây là một chiếc Paqueta của quân đội ạ. Form mặt bắt úp. Em này thì trông nó khá là cổ điển, với phần thân vỏ bên ngoài thì đã có xuất hiện những vết hao mòn theo thời gian như thế này.
toàn bộ cốc số học trò và ô lịch cốc 6 giờ nhé. Sai mặt 3 năm. Đó, đây là phía dưới mặt đáy này. Đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác ngắm. Paqueta. Máy cơ cốt tay. Mã số 5. Giao lưu các bác chiếc này giá 600.000 nhé. 600.000 mã số 5. Số 6 sẽ mang đến cho các bác một chiếc Bunjot for my role. Em này thì phần cọc số chảy tia và mặt thì hơi lấm tấm với thời gian ấy. Có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Bộ máy cơ có tay với 17 GW. Phía dưới mặt đáy này. Chiều ngang em này là 36. Chiều dọc 41. Bunjot mã số 6 giá 400.000 cho em nhé. 400.000 này, mã số 6. Coslavin de Lucy, máy cơ cốt tay 23 chân tím. Một em đồng hồ đến từ thương hiệu của Liên Xô. Coslavin với biểu tượng cao kiếm rất là đặc trưng này. Số học trò và em này thì phần mặt nói chung là nó cũng có xuất hiện những vết hao mòn của thời gian ở trên đây rồi. Với size mặt 34, không tính nốm. Bộ máy cơ cốt tay với 23 chân kính này. Thân vỏ vàng. Đó. Màu lên màu bã trầu toàn bộ luôn. Đó, đáy thép có khắc tên thương hiệu Coslavin ở đây. Em đeo lên tay cho bác ngắm. Coslavin de Luce, máy cơ cốt tay. Đó, nốm nốm bí ngô nha các bác. Đó, nốm bí ngô này, rất là hay. Đó, em này 700.000 nhá, mã số 7 ạ. 700.000 cho em. Qua mã Slava, máy cơ có tay 21 GW, à, em chỉ đợi 26 GW nha, của đồng hồ Liên Xô. Đây là một chiếc Slava với cái format khá là cổ điển, đã có vết lên dầu theo thời gian. Và chiếc này size mặt ngang sẽ là 38 cùng với chiều dọc là 43. Tình trạng hoạt động tốt các bác nhỉ, máy vẫn còn hoạt động tốt này, có lịch luôn. Lớp vỏ vàng bên ngoài còn nguyên vẹn. Đáy thép. Đó. Lên tay này. Mã số 8 giá 800.000 ạ. Chốt đơn cho em là 800.000 mã số 8. Số 9 tiếp tục lên một chiếc đồng hồ quân đội thương hiệu Slava. Máy cơ cốt tay 21 chân kính. Màu mặt đen bao công và em này thì rất là nổi bật với những cái họa tiết hình mạng nhện trên phần mặt. Đó. Chiếc này sẽ có size mặt là 36. Bộ máy cơ có tay 21 chân kính và em này có lịch các bác nha. Đó, form mặt tràn viền. Đây các bác nhìn cái lớp vỏ vàng bên ngoài này. Còn nguyên vẹn luôn, không hề bị hao mòn nha. Đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Slava. À, mã số 9 có giá là 900.000 nha. 900.000 cho em mã số 9. Một chiếc Bostock kim rốn. Đó. Đây là một sản phẩm quân đội các bác nhìn này, biểu tượng CCCP góc 6 giờ. Đó, kim rốn và đặc biệt là cái phần kim phút cũng như là kim giờ của em này thiết kế trông nó rất là hay luôn nha. Màu mặt đen này, cọc số học trò và size mặt 34. Đó, thân vỏ bên ngoài là một lớp vỏ bọc vàng au 20. Và toàn bộ thì đang lên màu bã trầu như thế này. Đó, đáy thép. Đối với chiếc Bostock này sẽ có size mặt là 34, không tính nốm. Bộ máy cơ có tay. Em đeo lên tay cho các bác này. Đó, Bostock. Mã số 10, giá 1.180.000 cho em nha. Mời các bác cùng chốt đơn. 11 lên cho các bác một em Paqueta của đồng hồ Liên Xô này. Đây là một chiếc Paqueta 2 kim. Form mặt tràn viền và toàn bộ cọc số trải tia có cài đá đen nhé. Size mặt sẽ là 34 này. Đó, thân vỏ vàng, đã lên màu bã trầu và phía dưới mặt đáy là đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Paqueta.
Mã số 11 giá 1.180.000 cho em. Mười hai một chiếc Polrot máy cơ có tay. 17 Jewel. Đó, em này có size mặt là 38. Toàn bộ cọc số trải tia và có một ô cửa lực thóc 3 giờ ạ. Thân vỏ bên ngoài là một lớp vỏ được bọc vàng ao 5 nhé. Vỏ bọc vàng ao 5, đây là phía dưới mặt đáy này. Lên cho các bác. Đó, Polrot, thương hiệu rất là nổi tiếng của Liên Xô. Giao lô các bác em này giá 1 triệu cho em. 1 triệu nha. Mã số 12 đấy ạ. Mã số 12. Đây là mã số 13. Polrot dáng trứng cổ điển. Em này hàng sưu tầm thôi. Mặt đã lên dầu rồi. Toàn bộ cọc số trải tia và có lịch cọc 3 giờ nha. Vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép. Đó. Vỏ thép. Chiều ngang size mặt 37. Ngang 37 và dọc là 44. Bộ máy cơ cót tay với 17 chân kính này. Em đeo lên tay cho bác ngắm. Đó, bác nào thích thì hiệu Polrot mà giá thì bình dân thì có thể chốt đơn em. Chiếc này giá 400.000 nhé. Nó sưu tầm 400.000 ạ. Mã số 13. Qua mã số 14 này. 14 sẽ là một chiếc Polrot dáng trứng, mặt đen bao công, có hai ô cửa lịch góc 3 giờ. Em này chiều ngang size mặt 38 và chiều dọc là 43 nhé. Thân vỏ vàng này, ở đây có chuyện là được bọc vàng ao 10. Đó. Có vết hao mòn, đáy thép này. Polrot, lên tay cho các bác cùng ngắm. Bộ máy cơ có tay với 23 chân kính. Đó, giá 1.300.000 cho em. Mã số 14. 14 các bác nha. Giá 1.300.000. 15 này, 15 lên cho các bác một chiếc Slava máy cơ có tay 21 chân kính. Đó, form lớn dễ đeo, mặt hơi lấm tấm với thời gian. Chiều ngang size 38 và chiều dọc là 43 nhé. Số trải tia và có lịch. Đó, bọc vàng ao 5 và có chuyện ở đây. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Em đeo lên tay cho bác ngắm này. Đây là phần mặt của chiếc Slava này. Đó. Bạn nào yêu thích chiếc này chốt đơn em Zalo giá 800.000 nha. Mã số 15 cho em. 15 800.000. 16 lên cho các bác một em Slava máy cơ tự động 27 chân kính à. Dáng trứng, chiếc này thì còn rất là mới và đẹp này. Các bác sưu tầm thì hết ý luôn nhé. Màu mặt vàng mỡ gà, toàn bộ cọc số trải tia và có lịch khắc 3 giờ. Bộ máy cơ tự động với 27 chân kính. Chiều ngang size 38 và chiều dọc là 43. Đây là phía dưới mặt đáy nha, đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đây là phần mặt của chiếc Slava này. Đó, máy cơ tự động. Có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa, rất là tiện trong quá trình sử dụng cho các bác nha. Và còn đây là một, đây còn là một chiếc đồng hồ quân đội Liên Xô nữa, có khắc biểu tượng CCCP in góc 6 giờ ở đây. Đó, giá 1.200.000 cho em. Là mã số 16. 16 nha, giá 1.200.000. 2. Vostok máy cơ có tay 18 chân kính. Đây là một chiếc Vostok mặt vi tính. Số trải tia và có lịch góc 3 giờ này. Chiều ngang size 34 và chiều dọc là 40. Thân vỏ vàng và ở đây có chuyện là được bọc vàng ao 5. Đây là phía dưới mặt đáy. Lên tay này. Vostok 800.000 mã số 17. 17 800.000. Đó, 18 sẽ là một em Paqueta của đồng hồ Liên Xô nha. Bọc vàng ao 10. Em này vỏ bọc vàng ao 10 này. Màu mặt nâu. Và đặc biệt thì toàn bộ phần chỉ số là có cài đá đen các bác nhé. Em toàn bộ cọc số dạng khối có cài đá đen luôn. Đó, lớp vỏ vàng thì rất là dày dặn. Đây. Đáy này. Đáy thép nha. Chiều ngang là 36. Chiều dọc 41.
Em đeo lên tay cho các bác ngắm. Đây là phần mặt của shop Pakata này. Đó. Em này 900.000 ạ, chốt đơn em mã 18 nhé. 18 giá 900.000. 19 lên cho các bác một em Pakata mặt huyết. Đó, form mặt bắt úp. Toàn bộ phần cọc số la mã và bộ máy cơ có tay với 17 chân kính. Size mặt 35, không tính núm. Lên tay này. Đó, Pakata. Giá 700.000 các bác nha. Mã số 18. À, mã số 19 nhỉ. Em xin lỗi, mã 19 nha. Một chiếc Slava mặt đỏ huyết, máy cơ có tay 26 Jewel, có biểu tượng CCCP của quân đội ở đây. Đó. Toàn bộ cọc số trải tia, thân vỏ vàng này. Ở đây có chuyện là được bọc vàng au 10. Đấy. Đáy thép có khắc biểu tượng quân đội ở đây. Chiều ngang size mặt 37 và chiều dọc là 43. Em đeo lên tay cho các bác này. Slava. Đó, 900.000 các bác nha. Em này mã số 20, 900.000 ạ. 21 tiếp tục lên cho các bác một em Zaria dáng tanh cổ. Nó có lịch nha. Em này số trải tia này. Bộ máy cơ có tay với 22 Jewel. Size mặt là 29. Đó. Lớp vỏ vàng thì nó còn đẹp nguyên vẹn luôn này. Mặt hơi lấm tấm vết bụi thời gian. Đây là phía dưới mặt đáy nha. Bộ máy cơ có tay 22 Jewel. 600.000, mã số 21. 21 nha, 600.000. 4-Rod máy cơ tự động 23 Jewel của đồng hồ Liên Xô. Đây là một chiếc 4-Rod form mặt vuông TV các bác ạ. Có lịch nha. Chiều ngang size 35 và chiều dọc là 41. Đó. Thân vỏ vàng này. Thân vỏ vàng. Lịch bơm vẫn còn hoạt động nha. Đáy thép. 14 ly dày. Bề dày 14 ly. Đó. 4-Rod tự động. Đồng hồ Liên Xô. Em này 1.200.000 cho em ạ. Mã số 22. Qua mã số 23 này. Một chiếc Slava. Máy cơ có tay 26 chân kính. Đó, thân vỏ vàng. Mặt thì đã lên dầu rồi nha. Toàn bộ phần cọc số la mã và có lịch. Đây là phía dưới mặt đáy này. Đó. Đối với size mặt sẽ là 38. Size 38. Bộ máy cơ có tay với 26 chân kính. Em đeo lên tay cho bác ngắm. Đây sẽ là phần mặt này. Slava trên này 900.000 cho em nha. Mã số 23. 23 900.000. 24. Một em Bostock mặt đỏ huyết, máy cơ có tay 17 Jewel của đồng hồ Liên Xô. Nó kim cọc vàng và có lịch. Thân vỏ vàng. Bọc vàng ao 5. Đó. Đáy thép. Chiều ngang size 33 và chiều dọc là 40. Bostock. Em này mã số 24, chốt đơn cho em với giá 1 triệu nha. 20 năm mang đến cho các bác một chiếc Pakata cổ của đồng hồ Liên Xô. Bọc vàng các bác nha. Em này còn rất là đẹp này, sáng này. Cái vỏ vàng nó vẫn còn giữ được cái lớp bóng như thế này. Màu mặt vàng mỡ gà. Và có một ô cửa lịch cóc 3 giờ. Đây là phía dưới mặt đáy này. Dây thì nó là dây linh kiện nha. Nó cũng là một cái dây mạ vàng thế. Nhưng mà theo thời gian thì nó cũng đã có xuất hiện những cái vết hao mòn như thế này. Bọt gần hết rồi. Chiều ngang size 37 và chiều dọc thế này 45. Ngang 37 dọc 45. Em đeo lên tay này. Đó. Pakata mã số 26 giá 900.000 cho em. 900.000 nha.
À, mã số 25, em xin lỗi, mã số 25 giá 900.000 nha các bác. 26 Nauri, một em đồng hồ cơ cổ của Thụy Sĩ. Máy cơ có tay 21 chân kính. Em này mặt đã lên dầu rồi ạ. Đó, thân vỏ vàng này. Size mặt sẽ là 33. Đáy thép. Một em cơ cổ hàng sưu tầm cho các bác với tuổi đời cả trăm năm tuổi rồi. Rất là cổ điển. Đó. 900.000 các bác nha, mã số 26. Cardinas. Máy cơ có tay 217 Jewel. Một em hàng cổ của Liên Xô. Mặt vàng tỏa tia, có một ô lịch. Đó, thân vỏ vàng và đáy thép này. Lớp vỏ bên ngoài vỏ vàng đã lên màu bã trầu rồi các bác nha. Với chiều ngang size mặt 35 và chiều dọc là 43 này. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Cardinas. Mã số 27. 27 nha, trên này giá là 700.000. 27. 28 tiếp tục lên cho các bác một em hàng cổ của Thụy Sĩ này, thương hiệu Orovin. Máy cơ có tay 17 chân kính. Đó, em này rất là xưa rồi. Mặt đã lên dầu. Toàn bộ cọc số trải tia và lớp thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng các bác nha. Đáy thép. Đó, size mặt em này sẽ là 33. Size cổ 33. Orovin. Mã số 28 giá 700.000 cho em. 700.000 nha, mã 28. 29 tiếp tục lên cho các bác một chiếc đồng hồ thương hiệu Paqueta, dáng tanh cổ nha các bác. Đấy. Form tanh này. Cho các bác sưu tầm. Em này mặt rất là cổ điển. Toàn bộ cọc số là mã và size mặt 28. Đáy thép. Bộ máy cơ có tay nha. Đó, mã 29 giá 800.000. 800.000 cho em mã 29. Và mã số 30 sẽ mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ dáng tanh của thương hiệu Coslavin. Đó, rất là đẹp. Em này thì thân vỏ được bọc vàng 22K Goldfield và có triện ở phía dưới đáy này nhá. Đặc biệt là cái lớp vỏ vàng bên ngoài thì nó còn nguyên vẹn và rất là đẹp, không bị hao mòn. Đáy thép này. Đó, bộ máy cơ có tay 23 chân kính. Chiều ngang size 28 và chiều dọc là 37. Đó. Lên tay cho các bác. Coslavin, mã số 30. Giá 800.000 ạ. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của em ở đây rồi. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em qua Zalo, số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video đồng hồ tiếp theo ạ.